Sau cú tông mạnh của xe tải, chiếc xe khách đã không giữ được thăng bằng, bị lật và văng ra một đoạn. Vụ va chạm xảy ra vào tối 15 tháng 3, khiến 13 người bị thương. Theo đó, xe tải đang lưu thông theo hướng về phía đường Hùng Vương, thành phố Quy Nhơn. Khi đến ngã tư Long Vân, thì bất ngờ va chạm với xe khách đang lưu thông theo hướng Bắc Nam. Cú tông mạnh khiến đầu xe tải biến dạng. Trong khi đó, xe khách bị lật nghiêng, nằm chắn ngang đường, còn các mảnh kính vỡ của xe và hành lý của khách văng tung tóe tại hiện trường. Ngay khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã hô hoán nhau giúp đỡ giải cứu hành khách bị kẹt trong xe. Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt tiến hành xử lý hiện trường để người dân lưu thông thuận tiện. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.